Xin chào các bác. Đây là những chậu sen nhà em. Em vừa thay nước xong cho nó này. Mùa hè là có nhiều ánh sáng nên là sen rất nhanh mọc rêu. Nên các bác phải thay nước thường xuyên, bơm nước tràn ra cho rêu trôi bớt đi. Thế em vừa đi vớt rêu về. Đây nhìn là sen cảnh nhé. Những cái chậu sen nhỏ như thế này nhưng đã có nụ rồi các bác ạ. Đấy, đã ra nụ rồi. Một tháng sau nữa là rất chi là đẹp, xum xuê rồi. Sen cảnh trồng rất dễ. Các bác cứ thả ngó sen xuống đất bùn và cho một chút phân dìm phía dưới là lên đẹp. Đấy, nhà em đang có rất nhiều chậu sen chuẩn bị đẹp để có sen phục vụ các bác. Bác nào mà cần hỏi thông tin gì về hoa sen thì nhắn tin cho em nhé. Có kinh nghiệm gì em